bắt một con về chiên nha các bạn. Hello, chào các bạn quay lại kênh của mình nha. Nay mình đi thả cá cho anh khách ở Vũng Tàu các bạn. Với lại giao rất là nhiều hàng cho 6 đơn luôn, 6 đơn ở Vũng Tàu. Mình sẵn tiện mình quay mình chia sẻ với các bạn cái hồ bạc của mình. Lọc hôm qua giờ hơn một ngày thì nước nó đã trong rồi nha các bạn. Nhưng các bạn thấy ở dưới luồng ở dưới này còn rất là nhiều phân không? Để bây giờ mình phải chỉnh luồng, ví dụ các bạn sẽ tùy biến nha. Các bạn thấy cái luồng 34 này của mình không? Nó đang thổi thẳng ra đây. Nhưng mà nó thổi như vậy là cái phân cái cặn ở chính giữa nó còn rất là nhiều nè, thấy không? Bây giờ mình sẽ chĩa gắn thêm một cái lơi á, cái co lơi để nó quay xuống góc để nó thổi vòng 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 cho nó về cái hút đáy nha các bạn. Rồi bây giờ mình đi giao hàng đã. Rồi mình quay tới cái hồ mình quay cá cho các bạn xem nha. Một em cá tới 65 cm luôn nha. Rồi tới chùa Phước Hội các bạn ở Bà Rịa. Bây giờ mình giao bao cá F5 nha. Các bạn. Lâu rồi không vô thăm thăm thầy cái hồ của thầy làm sao rồi, vô thăm hồ thầy sao nha. Thầy giờ mình đang tới lúc 12 trưa nữa rồi. Giờ tới trưa. Thầy chắc đang nghỉ trưa. Các bạn đi ra hồ cá. Hồ cá thầy mới sửa mấy bơm các bạn. Dạ bữa con dán cái lá cờ bản đồ. À dạ bản đồ mới bị đúng rồi dạ. Wow, ủa mấy nay cá bự quá hả? Cá bữa luôn hả thầy? À trời nó bự cha bá luôn. Dạ. Ý con thấy bự thầy biết sao nó bự so với cái hồ của mình á. Cái hồ mình nhỏ mà quét mấy con cá bự cha bá luôn. Rồi. Không phải đâu, cá Việt nó cá Việt nó vậy á. Nó ăn nhiều nó mập cái bụng ra. Dạ, anh này ốm nè, anh đục xu á. Ủa thầy đổi cái bơm khác hay là bữa cái bơm con đưa thầy? Không. Trước thì xài mấy cái bơm cũ mà cái đời của mình lấy phết. À cái này bơm này bữa con đưa giao lên mà đúng không? Rồi thầy vẫn dùng cái lọc này hả? Vẫn dùng. Dạ. Cái này chịu khó mình thay thôi đâu có sao đúng không? Chịu khó giặt. À chịu khó giặt. Cô bà tay tượng coi cái mỏ bác ra. Hay thiệt. À, ừ đúng rồi con tay tượng màu đen. Con này. À vậy thôi. Các bạn đang tới ngay chỗ Bà Rịa các bạn. Kế gần ngay chỗ cái chùa luôn. Thì mình giao một hũ sơn nhỏ thôi. Nhưng mà do mình đang đi tiện đường á nên mình giao cho anh đó luôn. Sơn clean coat nha các bạn, sơn màu đen nha. Giờ mình đang đợi tới lấy nữa. Các bạn tới nhà anh ở Vũng Tàu rồi. Giờ mình thả cá và giao bao cám các bạn. Anh cho ăn cám aqua. Cám aqua lần cứ anh lấy một lần 10 kg, một bao 10 kg nha các bạn. Rồi giờ mình đợi anh ra nào. Anh trộn với cám hikari nha các bạn. Dạ. Đây là em Yamabuki của trại Danichi, cực kỳ bự, rất là đẹp luôn. Trời em này đúng chuẩn luôn, bộ vảy đẹp ghê. Bộ vảy và body của em này cực đã luôn. Trời ơi. To đúng luôn luôn. Đây ta thích body con này. Dạ. Con 5 kg thì được đúng không? Dạ. Đang buồn hả? Dạ, hồ này bữa nay nó trong rồi nè. Ủa mấy cái này anh chưa bỏ xuống hả? À. Dạ, khi nào nó hư rồi mình thay. Dạ. Ủa em cá này bự quá.
Dạ. Dạ. À anh bỏ cái này ra. Bé luôn, bỏ nó bé. Rồi làm một cái mương hả? Cái gì chứ dàn cây này đó hả? Dạ 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 rồi, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Dạ rồi. Là cái anh xuống trị hồ anh nói vậy hả? Dạ. Rồi được rồi. Rồi bỏ cái tay vô anh chụp cái lúc mình nữa. Rồi. Cá này to ghê. Với lại nó đang ở trong cái thùng xốp mà bộ vảy như nó sáng á. Đẹp ghê. Em đã ha. Em này bữa giờ là đã nhất á. Dạ. À cái con bữa cũng như năm mấy xe nè. À, không cần hả? Hồ bữa bị nhiễm khuẩn đánh thuốc hết rồi nha các bạn. Một tuần, đúng một tuần là hết rồi. Mới cho ăn lại hồi sáng à. Anh thấy khỏe rồi, bây giờ anh thả thêm cá. Thả thêm em này rất là to. Anh lớn anh đẹp tỉnh lắm. Có tiền mua có rồi lấy đi làm. Bự có khi ra không đậu. Dạ. Đây coi việc Nhật. Dạ, hồ này Nhật hết. Nhật con này Nhật cũng chạy đang chìm. Con này không bọc nó nổi. Không có giữ nó lại được. Nặng quá, nặng luôn. Ủa rồi chiều anh về Ninh Thuận luôn hả? Chiều về Ninh Thuận. Dạ. Được, cảm ơn nha. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Bỏ xe. Rồi mới giao tấm xi mắc với lại trên nét các bạn. Giờ đi giao cái hút mặt. Các bạn tới cái nhà của anh này anh mua cái hút mặt, bây giờ đi giao cho anh các bạn. Hút mặt lamella nha các bạn. Đây. Hút mặt lamella mà anh không có nhà các bạn. Anh đi đánh gôn rồi. Nên mình vô mình giao cho người giúp việc của anh, nhà rất là đẹp luôn mà. Để mình coi có quay được cái hồ cá không, mình quay cho các bạn xem nha. À đây có cô ở nhà. À vàng ba kỳ nó các bạn. Rồi vô giao cho cô đi. Con giao đồ cho cô. Dạ con giao đồ ạ. Con giao chú. Con giao cái mặt cho chú. Ồ đây các bạn, đây hồ này đẹp luôn. Dạ chưa cô. Wow, mấy con cá Nhật rất là đẹp luôn các bạn. Dạ con có gọi cho anh Vũ mà ảnh không muốn, không thấy bóc máy. Dạ. 607. Dạ 607. Ồ mấy em cá đẹp quá các bạn. Dạ con ở xa lắm coi. Hồi xa hồi sáng á ảnh có nói là cứ tới bấm chuông rồi gặp cô á. Ảnh không có nhà, ảnh kêu là sáng chỉ chiều giao rồi gặp cô ở nhà, cô giúp việc ở nhà cô thanh toán. Để các bạn cái hút mặt kia nó bị hư rồi các bạn. Bây giờ thay vô cái hút mặt đó là mình cái hút mặt này là y chang luôn, nó giống y vậy luôn. Rồi mình giao lên cho anh đến thay. Còn đây là bơm thổi luồng ra, còn dàn lọc hút về đó các bạn. Cái dàn lọc xa lắc luôn á. Cái dàn lọc hút về kia luôn, có dàn ba kia nắp nữa nha các bạn. Mà anh không có nhà nên mình không có quay rõ được cái dàn lọc được, nên mình quay cái hồ cá cho các bạn tham quan thôi. Cái khu này rất là đẹp luôn. Trời ơi. Bữa nào có dịp xuống ảnh uống cà phê chơi các bạn thì mình sẽ dở dàn, xin ảnh coi dàn lọc. Mình nghĩ cái hồ này là xài đồ rung các bạn ơi. Trong này cô rất là nhiều. Sô qua nè, tan chô nè, có con chép phụng, chép lưu dài bự chập bá luôn các bạn.
hồ đã quá. Có em kia em bị u kìa các bạn, cái em karashi này bị u rồi, tội không, cái này phải mổ ra, còn không là để nhiều khi thì nó cũng có thể tự hết nha các bạn. Hồ quá đẹp luôn, cá quá trời luôn. Rồi bây giờ mình quay sơ sơ cho các bạn xem tham khảo, có ai thích cái làm cái kiểu này thì cứ làm theo nha. Hồ rất là đẹp, có cái cây chính giữa này cũng rất là đẹp luôn. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Bye bye, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình đó.